Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị với doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt thách thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, 30 điểm cầu các bộ ngành. Phát biểu tại điểm cầu Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã báo cáo nhanh một số nội dung giải pháp về công tác tháo gỡ khó khăn cho phát triển thị trường, nhằm bảo đảm nguồn cung cho sản xuất trong nước và đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp trong thời gian tới. Ngay từ đầu dịch bệnh, Bộ Công Thương đã chủ động thực hiện nhất quán và kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cũng như phối hợp với các bộ ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn và phòng chống dịch bệnh hiệu quả theo đúng mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra. Trong một cái bối cảnh khi mà chúng ta đã vượt được qua những giai đoạn đầu tiên thành công trong cái việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam, và Thủ tướng Chính phủ đã có cái quyết định là dừng và giảm bớt các cái hoạt động giãn cách xã hội, cũng như từng bước đưa cái đời sống kinh tế và nền kinh tế của đất nước trở lại cái trạng thái bình thường mới, thì đây là một cái cơ hội và một có cái dịp rất tốt để cho Chính phủ cũng vừa cùng với doanh nghiệp và cũng như là tiếng nói của người dân sẽ có được có cơ hội để trao đổi, làm rõ tất cả các vấn đề liên quan, đặc biệt liên quan đến cái câu chuyện làm sao để hỗ trợ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong khôi phục trở lại các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của mình để đóng góp cho cái sự phát triển của đất nước cũng như là đảm bảo cho cái sự phát triển của mình, của doanh nghiệp. Với bối cảnh mới, Bộ Công Thương đề xuất 5 giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới, đó là phải rà soát, đánh giá và bám sát thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực đặc thù để xác định rõ thách thức, áp lực, yêu cầu nhằm tiếp tục tồn tại vượt qua khó khăn. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hỗ trợ cụ thể hơn cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa cắt giảm điều kiện kinh doanh, hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong cơ hội tiếp cận thị trường cũng như hoạt động đầu tư sản xuất. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, coi đây là nền tảng quan trọng để tạo thuận lợi, hỗ trợ cho phát triển kinh tế năm 2020. Thị trường ngoài nước cũng được quan tâm đặc biệt trong nửa cuối năm 2020 như là một điểm nhấn tạo nên sức bật cho kinh tế Việt Nam và cho thương mại. Trong đó có thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc, Đông Bắc Á, ASEAN. Thông qua các khung khổ hợp tác quốc tế cũng như những chủ trương điều hành của Đảng, Chính phủ tập trung khai thác các hiệp định thương mại tự do, các khung khổ hợp tác để xây dựng các chuỗi cung ứng mới thông qua các hoạt động đầu tư, thu hút đầu tư, liên kết đầu tư với các đối tác lớn trong hàng loạt các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến chế tạo, từ đó tạo ra vị thế mới của chúng ta trong các chuỗi cung ứng này.